Hello các bạn, hôm nay mình giới thiệu một cái bài tập rất là hữu ích cho dân văn phòng, nhất là tester tụi mình. Thì ở văn phòng Ansara Việt Nam thì mình có một cái thiết bị như thế này, thì mình có thể tập nhiều cái bài tập. Tuy nhiên ở đây á là mình sẽ chỉ một cái bài là treo, mình chỉ treo người mình thôi. Bài tập này là giúp cho xương sống của mình thẳng ra. Mình có thể đếm từ 1 cho tới 15 và mình sẽ lặp lại cái việc này khoảng 3 hoặc 4 lần mỗi ngày.